Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì chúng em lại có sản phẩm đến từ thương hiệu Đẩy Nghiền Vàng. Đó, đây là cái dòng sản phẩm của Neko có mã là AK3500. Đó, một trong cái sản phẩm có thể nói là hot nhất trong năm 2023 này, bởi vì là em nó được tích hợp công suất này, vang số này và tích hợp luôn cả micro, tức là chúng ta có 3 in 1. Đó. Vậy sản phẩm này có những cái gì và chất âm như thế nào thì bây giờ em sẽ review chi tiết cho toàn thể các bác và anh em. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về mic trước. Mic thì ở đây các bác có thể thấy rằng là tay mic thì cực kỳ là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn qua này, tay mic nó quá là chuyên nghiệp luôn. Đó, in mã model và thương hiệu của sản phẩm lên trực tiếp trên tay mic luôn. Và phần chụp mic thì đã được nâng cấp lên chụp inox, giúp cho các bác dùng một thời gian không sợ dỉ sét, hoặc là không sợ dỉ sét mà bị bẩn nhá. Các bác cũng có thể dễ dàng vệ sinh, đúng không ạ? Và giữa tay mic thì nó sẽ có một màn hình đây. Đó, tay mic này là tay mic chuyên nghiệp luôn. Đó. Và đây thì em đã lắp pin này, em sẽ bật lên cho các bác xem cái màn hình này. Đó, đúng không ạ? Tay mic cực kỳ chuyên nghiệp, nó không như những cái tay mic đi kèm của những cái dòng sản phẩm để liên vang khác. Đó. Rồi, phần main mạch của tay mic ở đây thì họ bên trong này họ có ghi có mã. Mã này là mã tem bảo hành các bác nhé. Đấy, có mã QR để các bác có thể xác thực sản phẩm chính hãng, và vỉ của nó là vỉ xanh. Đấy, vỉ xanh này là trong những cái dòng mic vỉ cao cấp trên thị trường các bác nhé. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ạ. Đúng không ạ? Rồi thì chúng ta đã xong cái phần giới thiệu về tay mic. Thế còn về tính năng của sản phẩm thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Ở đây thì các bác có thể thấy mặt trước này là em nó sẽ có hai bên này là hai bên bằng gương kính nhá. Nhìn rất là đẹp đúng không? Các bác có thể soi gương được luôn, đúng không ạ? Đấy, và mã model ở đây chúng ta đã có này, tên thương hiệu Neko AK3500. Và bên dưới này chúng ta sẽ có một cổng kết nối từ máy tính để các bác có thể setup chỉnh nhạc trực tiếp nhé. Bởi vì đẩy nền vang này nó là đẩy nền vang số, các bác có thể kết nối từ máy tính và đĩa phần mềm đi kèm theo ở trong cái vỏ thùng này rồi. Đấy, về thì các bác có thể kết nối từ máy tính. Còn anh em nào mà mua sản phẩm mà chưa biết chỉnh, chưa biết setup thì có thể alo trực tiếp cho bên em, chúng em sẽ hỗ trợ các bác là chỉnh từ xa. Bởi vì con này thì về cái cơ bản, đấy, cơ bản sản phẩm này thì cái tiếng nhạc đã ok rồi, chúng ta chỉ cần thêm mắm thêm muối là chúng ta có một chất âm cực kỳ là hay rồi, đúng không ạ? Và ở giữa đây thì họ đã trang bị cho chúng ta một cái màn hình cảm ứng các bác nhé. Đấy, ở đây là nó sẽ lắp màn hình cảm ứng này. Ví dụ như là em chọn là to nhỏ mic thì các bác có thể tăng giảm đây. Đấy, effect các bác muốn chọn là effect thì các bác có thể, đây em sẽ chọn effect cho các bác nhé. Đó, effect ở đây thì các bác có thể chọn tăng giảm này. Đấy, các bác sẽ bấm thăng effect để tăng chọn tăng giảm. Đó, rất là nhạy luôn. Và bên phần karaoke này thì chúng ta sẽ có là tới 4 chế độ để hát nhé. Chế độ 1, 2 nó là echo, chế độ 3 là reverb, chế độ 4 là echo reverb, thì mình sẽ test cho anh em. Đấy, và cổng tín hiệu đầu vào thì chúng ta sẽ có cổng hoa sen là VOD và DVD. Có cổng digital đó là cổng optical này, cổng quang này. Còn BT nó là Bluetooth nhé, tức là chúng ta sẽ có đầy đủ tính năng. Đấy, đầy đủ tính năng để anh em chơi, và đặc biệt là chúng ta có những cái đường kết nối HDMI và cổng kết nối ARC dành cho TV tích hợp cổng ARC để giúp cho các bác nghe hiệu ứng âm thanh nó sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn nhé. Đấy, và bên ngoài cùng này thì chúng ta sẽ có công tắc tắt mở đây ở ngoài cùng này luôn. Thật sự là cái sản phẩm này nó quá đẹp, nhìn rất là chất, và sản phẩm này mang có hơi hướng công nghệ rất là cao, đúng không ạ? Thế còn là mặt sau thì thật sự là nhìn các bác nhìn thấy nó có thiết kế bài trí cực kỳ là khoa học, đúng không ạ? Đấy, bên này thì chúng ta sẽ có tín hiệu đầu vào ra, còn bên này chúng ta chỉ có cấp tín hiệu cho dây loa thôi và cấp nguồn. Đấy, và đây là anten, khi về thì các bác nhớ lưu ý rằng là chúng ta sẽ lắp dây anten vào, đúng không ạ? Còn đây là đường ra loa này, output ra loa nhé. Đó, rồi tín hiệu kết nối ở đây thì em sẽ hướng dẫn cho các bác này. Đây là hai tín hiệu đầu vào input này, các bác nhìn rõ cho em là input họ đã cắt ngang nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ có DVD và VOD như em đã nói, có cổng quang, và Bluetooth thì nó sẽ tích hợp anten ở bên trong này luôn. Và Bluetooth là trang bị công nghệ Bluetooth 5.0 cho giúp cho anh em nghe nhạc rất là hay. Đó, rồi bên này thì chúng ta sẽ có cổng output dành cho sub center này. Đấy, rồi cổng live stream này.
Đã, chúng ta có đầy đủ hết. Và đây chính là cổng ARC, anh em có thể kết nối tivi nhé. Còn anh em muốn kết nối nhiều tivi, chúng ta có thể HDMI in 1 2 3 để các bác có thể kết nối đến nhiều tivi. Đó, rất là tiện dùng cho anh em luôn. Và đặc biệt con này nó sẽ có gain mic cho mic 1 và mic 2. Tức là các bác có thể là hạn chế tín hiệu ra. Đấy, ở đây nó có gain này. Mic 1, mic 2. Ngoài hai mic đi kèm theo trong đầu này thì các bác có thể kết nối thêm mic rời nữa. Tức là anh em muốn kết nối nhiều mic thì các bác có thể kết nối mic không dây hoặc có dây vào đường 1-2 này. Còn cơ bản là nếu như anh em chỉ hát song ca thì chúng ta không cần phải mua thêm mic, cũng không kết nối mic nữa. Chúng ta đã có trực tiếp hai cái tai mic kia rồi. Đấy. Rồi hệ thống tản nhiệt của con này thì các bác thấy họ tối ưu khá là tốt này. Đấy, làm mát, sản phẩm này làm mát nó rất là nhanh. Anh em sử dụng nhiều giờ không bị nóng. Và nhìn thiết kế thân hộp thì các bác thấy nó rất là đẹp đúng không? Nhìn nó vuông vắn, nhìn sạch sẽ và xinh xắn. Đó. Và đây là cái công nghệ hoàn toàn mới giúp cho các bác sở hữu, ngoài cái vẻ đẹp đấy để có thể là trưng bày ra thì chúng ta cũng có cái tính chất chất âm cực kỳ là hay. Và đi kèm theo sản phẩm thì chúng ta sẽ có thêm một cái điều khiển để các bác có thể khiển từ xa. Đấy, khiển từ xa được luôn. Đây có tăng giảm mic này, tăng giảm nhạc này, tăng giảm effect này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có đường mode 1, mode 2, mode 3. Đấy, rất là nhiều thứ để các bác có thể là khiển từ xa ở trên sản phẩm này. Đó, rất là hay. Và không để chờ các bác chờ lâu nữa thì bây giờ em sẽ test qua cái tiếng mic nhé. Test qua tiếng mic để các bác và anh em cảm nhận qua cái chất âm của dòng sản phẩm này nó có hay không hay nhé. Vâng, thưa các bác thì em đã bật mic lên rồi. Và đây chính là tai mic này. Chúng ta sẽ test chống hú trước nhé. Em để rất gần loa. Không hề lo hú rít nhé. Không hề lo hú rít luôn. Và con này nó có tới là 4 chế độ. Đấy, 4 chế độ để các bác có thể là tùy chọn xem cái chế độ nào các bác thấy phù hợp nhất. Đấy, và em sẽ tự chỉnh từ chế độ 1. Nên em đang cách chế độ mode 1 này, zoom lại gần cho các bác nhìn nó dễ nhé. Đây là chế độ mode 1. Đó, echo rất là dễ hát đúng không? 5, 6, 7 thì rồi chế độ mode 2 đi. 5, 6, 7 5, 6, 7 đấy, mode 1, mode 2 nó là echo. Thì ở đây thì họ đã chỉnh cái delay và repeat nó đang bị khác nhau một chút, cho nên để các bác có thể dễ dàng, các bác thấy mode 2 hát hay dễ hát thì các bác có thể chọn mode 2, mode 1 dễ hát các bác có thể chọn mode 1. Thế còn anh em nào mà hát chuyên nghiệp muốn hát reverb, còn hát reverb hát chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ chọn vào mode 3. Đấy, mode 3 này là chỉ có reverb không ạ. Nè, 5, 6, 7 các bác thấy không, đây nó chỉ có reverb không thôi. 5, 6. Ngày xưa em nói em thương mỗi anh thôi, không ai ngoài anh nữa. Và thấy không, rất là dễ hát để các bác có thể hát chuyên nghiệp, bởi vì này, cái cấu hình này ấy, thì em chưa hề can thiệp, chưa chỉnh cái gì cả. Đó, đây là mặc định của công ty, mặc định của nhà máy, của kỹ sư, người ta đã set up sẵn cho chúng ta. Đây là về chỉ việc hát thôi. Thì như lúc đầu em đã nói là anh em muốn nó chuyên nghiệp, muốn hay hơn thì chúng ta có thể thêm mắm thêm muối bằng cách kết nối từ máy tính để chúng ta có thể điều chỉnh, đúng không? Còn bình thường thế này là cứ về là các bác hát được luôn rồi. Đấy, cứ thế này là về là các bác hát được luôn. Đó. Thế còn các bác lại muốn hát vừa có echo vừa có reverb thì chúng ta sẽ chọn mode 4. Năm. Đó. Cái cấu hình này thì nó vừa có echo vừa có reverb. Đấy, các bác thấy không, một cái sản phẩm nó mang lại quá nhiều cái tiện ích cho các bác, các bác không cần phải chỉnh nhiều. Đấy, thiết kế rất là đẹp, giá thành rất là rẻ. Đó, có công suất, có vang số, có mic không dây chất lượng, đúng không? Đấy, có đầy đủ các cổng kết nối cao cấp, có cả ARC. Đấy, có ARC, có Bluetooth, có cổng quang, có Bluetooth 5.0 luôn. Đó, và các bác muốn giới hạn thì chúng ta giới hạn bởi cái sản phẩm này nó rất là dễ luôn, và rất là nhiều tính năng hay ở trên cái sản phẩm này. Đó, các bác muốn giới hạn thì các bác ấn set ở đây, chúng ta sẽ giới hạn được là mức khởi động này, rồi mắc này. Đấy, rất là nhiều thứ để nó có thể làm. Các bác giới hạn xong các bác ấn vào factory set này,
sẽ lưu lại cho các bạn. Đó, một cái sản phẩm cực kỳ là cao cấp đấy, và nó thiên về xu hướng công nghệ để xử lý tín hiệu số, thì em nghĩ rằng là nó xứng đáng để các bạn có thể trải nghiệm về cái chất âm, về với cái công nghệ. Và cái dòng sản phẩm này thì nó có công suất là 500W cho một cây. Đấy, các bác có thể đánh hoa full 30 căng nét. Ok chưa? Đó. Và em đang kết nối tới một đôi loa 30 của CPL 6052 các bác này. Đó. Chỉ một sản phẩm này thôi. Đấy, một sản phẩm này thôi khiến các bác hài lòng. Đó. Cho nên là em có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp tới tuyển thủ chúng em để được tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác.